Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Sau đây Thiện Phúc và Phật tử Quang Viên sẽ phổ biến bản tin Một ngày tu học Bát Quan Trai tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý Phật tử, hàng tháng vào các ngày âm lịch mùng 8, 14, 23 và 30, Bồ Đề Phật Quốc đều tổ chức một ngày tu học Bát Quan Trai nhằm giúp cho hàng Phật tử tại gia có một ngày thực hành hạnh xuất gia đúng theo kinh của Phật dạy. Đức Phật dạy rằng, người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày một đêm có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Ví như hạt Như Ý Bảo Châu tuy nhỏ nhưng sáng hơn muôn ngàn thứ ngọc khác. Vào thứ hai vừa qua, tức là ngày 29 tháng 10 âm lịch, các Phật tử vân tập tại chánh điện của Bồ Đề Phật Quốc, đúng 8 giờ 30 sáng, Thượng tọa Thích Huyền Châu bắt đầu buổi truyền giới. Vị Phật tử đại diện chúng Bát Quan Trai hướng dẫn các Phật tử quỳ lễ để cầu xin Thượng tọa Giáo sư truyền trao giới pháp. Thượng tọa Giới sư Hứa Khả và lần lượt hướng dẫn các Phật tử sám hối, thọ tam quy, thọ tám giới và phát nguyện hồi hướng. Theo Thượng tọa Giới sư, việc truyền giới và thọ giới đúng pháp rất là quan trọng. Lúc truyền giới, thầy giới sư nhiếp tâm thanh tịnh, các giới tử cũng khát ngưỡng đón nhận giới như pháp, thì vô biểu sắc giới mới hình thành. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, thường thì đại chúng lễ vạn Phật và thiền tập. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút và giữ đúng giới luật đã thọ. Kính thưa quý Phật tử, trong các ngày thọ Bát Quan Trai, sau giờ thiền định, các giới tử được nghe Thượng tọa Giới sư giảng kinh. Trong khóa tu Bát Quan Trai vừa qua, Thượng tọa Giới sư giảng về năm ước muốn của người nữ và so sánh với năm điều người tu tập nên phát tâm hành trì để đã được ghi lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Ở thế gian, năm ước muốn của nữ nhân là: 1. Sanh vào nhà hào quý. 2. Sống giàu sang. 3. Chồng sẽ thuận ý mình. 4. Có nhiều con. Và 5. Có toàn quyền sắp xếp mọi việc trong nhà. Tương tự, người tu tập cần nên có những điều ước muốn đưa đến giải thoát như sau: 1. Trân trọng giới cấm. 2. Đa văn. 3. Đại định tam muội. 4. Có trí tuệ. Và 5. Là trí tuệ giải thoát. Thượng tọa Giới sư giảng rằng, người tu Bát Quan Trai giới nên giữ sự tinh tấn và luôn niệm những điều sau đây. Thứ nhất, niệm Phật, để tâm được câu hành với tâm thanh tịnh của vô lượng chư Phật. Thứ hai, niệm Pháp, để mong cầu lìa sanh tử hướng đến Niết Bàn. Thứ ba, niệm Tăng, để nhớ đến các thánh tăng và A-la-hán cho tâm ta cũng hướng thượng, hướng thiện. Thứ tư, niệm thí để tăng phước báu, bớt phiền não và có tâm cung kính tam bảo. Thứ năm, niệm giới để giữ giới, có vậy mới sanh định và từ đó phát sanh trí huệ. Cuối cùng là thứ sáu, niệm thiên để nhớ và hướng đến sự tốt đẹp ở cõi trời. Kính thưa quý khán thính giả, sau khi nghe giảng kinh, chư tăng và các giới tử cùng thọ trai. Thọ trai rồi lại đi kinh hành và niệm Phật. Sau 30 phút chỉ tịnh, chư tăng lại hướng dẫn các giới tử tụng kinh A-di-đà và cùng niệm Phật kinh hành. Một ngày tu tập trôi qua trong thanh tịnh như vậy, các giới tử về nhà và hết lòng gìn giữ 8 giới đã thọ, cho đến sáng hôm sau, giới sẽ tự xả. Kính thưa quý khán thính giả, người Phật tử thọ năm giới rất khó giữ gìn giới luật được nghiêm chỉnh trong đời sống hàng ngày khi chúng ta phải chung đụng với xã hội. Cho nên, phát tâm thọ trì Bát Quan Trai và tu tập một ngày đêm giúp cho người Phật tử tại gia có công đức tu hành thành tựu rất lớn. Các Phật tử được khuyến khích
không đem chuyện thế gian ra trao đổi, mà chỉ chuyên niệm Phật, Pháp, Tăng để thân tâm luôn an tịnh trong chánh niệm. Như chúng ta biết, Bát Quan Trai như 8 cửa ải chặn đứng các pháp bất thiện, giúp người thọ trì phát triển những đức tính tốt, từ đó luôn sống trong an lạc. Rất mong quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến Bồ Đề Phật Quốc thọ Bát Quan Trai giới vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba ngày 3 Tây tháng 12 năm 2019, nhằm ngày mùng 8 âm lịch. Muốn biết thêm chi tiết về các buổi tu học tại Bồ Đề Phật Quốc, kính mời quý Phật tử đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana để được Chư Tăng hướng dẫn thêm và trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị. Kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường lạc.